chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật chính xác 100%, cuộc đời tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nhờ ăn ở hiền lương mà được hưởng trọn lộc trời, giàu sang phú quý hơn người, con cháu ba đời ăn không hết của, sung sướng hết phần thiên hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bất kể ai trong chúng ta dù giàu nghèo, tài giỏi hay nổi tiếng đến đâu, cũng đều mong người khác công nhận những việc mình làm, hoặc tin rằng sẽ có một thế lực nào đó ưu ái, luôn âm thầm trợ giúp để mọi việc được hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên, đất trời này luôn có một quy luật ngầm mà chúng ta không thể cầm nắm được, đó là quy luật nhân quả, gieo nhân nào thì sẽ gặp quả ấy. Xem tử vi cho cô bác tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, con giáp này là những người hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, lo việc người khác hơn việc của mình. Đôi khi họ còn được cho là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, vốn là người sống tốt đời đẹp đạo, nên đa phần con cái họ cũng đã trưởng thành và có nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, ở đời có người này kẻ khác, không phải cứ Kỷ Hợi là sẽ sống tốt đời đẹp đạo cả, vẫn có những Kỷ Hợi không làm mà vẫn muốn có ăn. Vẫn có Kỷ Hợi vì mình mà chẳng trừ thủ đoạn nào, nhưng rồi cái giá họ phải trả cũng tương xứng, đúng không quý vị? Có thể chúng ta không nhìn tận mắt, nhưng những người làm việc xấu thì trong tâm sẽ luôn lo lắng bị phát hiện mà ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, thật đáng thương thay. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin phép không luận giải tử vi những người Kỷ Hợi như vậy, mà phần lớn sẽ luận đàm cùng quý vị về Kỷ Hợi tuy nghèo một chút, nhưng tâm lương thiện, sống không thẹn với mình với người, và khi về già sẽ được trời ban lộc, ơn trên nhắc mệnh. Khi về già sẽ hưởng trọn phúc báo, trước gieo hạt giống thiện lành nay đã gặt được quả ngọt. Trong lá số tử vi của Kỷ Hợi ngày hôm nay sẽ gồm những phần chính sau. Phần 1. Đặc trưng tính cách tạo nên một Kỷ Hợi nhu hòa, nhưng không mềm yếu, sống thiện lương để hưởng phúc báo. Phần 2. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Hợi về can chi ngũ hành cũng như những giai đoạn phát triển sự nghiệp. Phần 3. Sơ lược về ngày tháng sinh phú quý phát tài của Kỷ Hợi để cô bác tự suy luận về cuộc đời của mình trong những năm tháng nhàn tản tiếp theo. Phần 4. Nhân sinh cảm ngộ về một đời an nhiên, quý vị nên xem hết một lần cho đến hết nhé. Tiết lộ sự thật chấn động cuộc đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, cả đời tích phúc, về già hưởng trọn lộc trời, tiền bạc kéo về ùn ùn giàu như vũ bão. Tuổi Hợi là con vật cuối cùng trong 12 con giáp của người Việt Nam, thế nên nó là con vật kiên nhẫn vì nó phải đợi tới lượt của mình. Người tuổi Kỷ Hợi là người có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu, họ thẳng tính và trung thực, luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Những người tuổi Kỷ Hợi vốn là người có tính tình hiền lành nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được Thượng Đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, người tuổi Kỷ Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn của họ, cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng. Nhờ bản tính hiền lành không sân si mà con giáp này khi về già sẽ được trời ban nhiều phúc đức, sau tuổi trung niên cuộc sống như bước qua trang mới. Từ sự nghiệp, đời sống, tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa, nếu không giàu ngay lúc đó thì cũng sẽ giàu có vào lúc khác. Kỷ Hợi không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tử vi học có nói. Khi về già Kỷ Hợi sẽ luôn có quý nhân bên cạnh giúp đỡ, vì vậy họ chỉ cần bỏ ra một thì có thể thu được 10, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt. Cuộc sống của con giáp này sẽ là con đường màu hồng, hai bên là hoa thơm cỏ lạ, tạo ra một bức tranh bình yên chốn nhân gian. Đặc biệt hơn hết, Kỷ Hợi luôn có tinh thần lạc quan, nên họ chỉ cần vui vẻ sống thì đã thu hút được nhiều tài vận. Đa phần con giáp này thuộc mẫu người chất phát, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo, tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Kỷ Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi. Năm sinh âm lịch Kỷ Hợi 1959, địa chi, đạo viện chi chư, là lợn trong tu viện, mệnh bình địa mộc, là cây ở đồng bằng, cung mệnh năm 1959, nam cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh, cung mệnh nữ 1959, nữ cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh, màu tương hợp, đen, xanh,
màu tương khắc, trắng. Trong cuộc đời, Kỷ Hợi may mắn được Phật Thích Ca ban phúc, Phật Di Lặc Phật ban trí tuệ và Phật A Di Đà Như Lai Phật bảo hộ, nên cuộc đời con giáp này nhiều may mắn, khi khó khăn tới cùng cực lại có quý nhân giúp sức. Hướng hợp nam 1959, đông bắc, tây, tây bắc, tây nam. Hướng hợp nữ 1959, đông nam, đông, nam, bắc. Con số hợp mệnh 1, 3, 4, 9. Con số khắc mệnh 6, 7. Nói về tuổi Kỷ Hợi, xét theo yếu tố thiên can trong tuổi, thiên can Kỷ là can thứ 6 trong 10 thiên can, trong đó thiên can gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời, thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của mọi vật. Chính vì thiên can mang tính tuần hoàn nên đứng trước Kỷ là thiên can Mậu và đứng sau nó là thiên can Canh, trong ngũ hành Kỷ, tương ứng với hành thổ, tượng trưng cho màu vàng. Về phương hướng, Kỷ giữ vị trí trung tâm, còn theo thuyết âm dương, căn Kỷ là âm và dùng để chỉ tháng cuối cùng của mùa vụ, hình tượng của thiên can Kỷ thổ, Kỷ thuộc âm thổ, chỉ đất vườn ruộng, vùng đất ẩn tàng bên trong phía dưới, vừa có tính ổn định, vừa có tính mềm dẻo, bền bỉ, không được dài rộng như Mậu thổ, nhưng lại dễ trồng thực vật trên nó. Kỷ thổ cũng tượng trưng cho ra, Kỷ thổ có thể sinh kim, trong quan hệ ngũ hành thổ sinh kim, nhưng trên thực tế chỉ có âm thổ mới sinh kim. Dương thổ không thể sinh kim, nếu có sinh thì cũng chỉ là hình thức. Vì vậy, Kỷ thổ có thể sinh kim, Mậu thổ không thể sinh kim. Đặc tính lớn nhất của Kỷ thổ là khả năng làm ẩm bao dung, có thể chứa các loại ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa khác nhau. Tính cách vận mệnh người thiên can Kỷ, âm thổ. Về tính cách, Kỷ trong thiên can Kỷ thổ dùng để chỉ những người có nội tâm được hàm dưỡng tốt, tính cách không nóng vội, luôn chịu đựng và nhẫn nại. Các biểu hiện vui buồn, yêu ghét, hờn giận ít khi để người khác nhìn thấy. Trong công việc họ luôn biết cách cư xử thông minh, linh hoạt và biến hóa cẩn thận. Tính cách của người thiên can Kỷ thổ qua từng tuổi sẽ thay đổi, nhưng nhìn chung họ đều là người hướng nội, có nhiều tài lẻ và sống có nguyên tắc. Do thiên can mang tính âm nên người can Kỷ thường rất đa nghi, đôi khi quá cẩn thận mà đánh mất cơ hội, khó vươn lên vị trí cao nhất. Người sở hữu thiên can Kỷ không bao giờ bằng lòng với chính mình nên dễ đánh mất giá trị của bản thân, họ cũng thường bao che cho những người khác, nhưng lại bị lợi dụng về tiền bạc hoặc dễ bị lừa rơi vào nợ nần. Những ai có tính nhẫn nại cao thì cuộc sống sẽ bình ổn hơn và ít gặp sóng gió. Bên cạnh những đức tính này, người tuổi Kỷ cần quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đau đầu, mất ngủ, tim mạch, huyết áp, bạn nên chú trọng vào cuộc sống gia đình, đừng quá tham vọng. Về vận mệnh, về mặt lý thuyết, thiên can Kỷ đại diện cho khôn thổ và ly hỏa. Người có thiên can Kỷ mà khôn thổ thì thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bản mệnh là người ôn hòa, tốt bụng, tham vọng, nhưng đôi lúc thiếu quyết đoán. Do đó bạn khó đạt được những vị trí cấp cao. Để thành công hơn bạn phải đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi vị trí công tác thì mới phát triển. Vận mệnh cần chú ý trong lựa chọn bạn bè. May mắn gặp bạn bè tốt thì dễ phát triển sự nghiệp, và nếu gặp phải bạn bè xấu thì chịu nhiều thua thiệt. Với người thiên can Kỷ, thiên về ly hỏa, là người rất thông minh khôn khéo trong xử lý mọi việc. Bản chất của người này rất thương người, tuy nhiên khá ngây thơ phân biệt người tốt, xấu, nên rơi vào tình trạng làm phúc phải tội. Ngoài ra, họ rất đề cao chữ tín, có tài ăn nói, nên thích hợp với các công việc như diễn giả, MC, vân vân. Trong sự nghiệp họ luôn ôm đồm quá nhiều công việc mà quên mất bản thân và gia đình, nên dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng, do can Kỷ thuộc âm thổ kết hợp với chi hợi âm thủy, nạp âm thuộc ngũ hành mộc. Nam mạng, người tuổi Kỷ Hợi gặp nhiều may mắn thời trung vận, nhưng khổ tâm về con cái. Cuộc sống hậu vận an nhàn sung sướng, có của ăn của để, về hôn nhân không có quá nhiều trắc trở, cần quan tâm đến con cái nhiều hơn. Nữ mạng, nữ tuổi này có nhiều trắc trở và hay lo lắng vào thời tiền vận và trung vận, sự nghiệp không thuận buồm xuôi gió, nhưng sẽ có sự phát triển thăng hoa. Về tình duyên, đa số phụ nữ lập gia đình sớm, cần chú ý chăm lo cho gia đình nhiều hơn để cuộc sống bình yên. Người tuổi Kỷ Hợi nên hợp tác làm ăn với các tuổi Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần. Nếu muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì nên kết hôn với người tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ. Người tuổi Kỷ Hợi tránh hợp tác làm ăn và kết duyên với người tuổi Quý Mão, Mậu Thìn, Kỷ Dậu, Ất Mão, Đinh Dậu, Bính Thân và Tân Mão. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Người tuổi Kỷ Hợi thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm,
lạc quan tiến tới, Kỷ Hợi cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Người tuổi Kỷ Hợi rất chuyên tâm vào công việc, nhưng đôi khi cũng bỏ cuộc giữa chừng, nhất là khi công việc gặp quá nhiều khó khăn trắc trở, thì sự không kiên định của họ lại càng được thể hiện rõ nét hơn. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Người này cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tình cảm của họ rất trong sáng, tuy nhiên họ không thể nhận biết rõ ràng nếu chó làm tổn thương đến bạn bè, nên thường bị liên lụy một cách vô thức. Nếu được sao tốt tương trợ trong cung mệnh, thì người này có thể gặp được rất nhiều cơ hội tốt và có địa vị cao trong xã hội. Nhưng nếu không được sao tốt tương trợ, họ sẽ trở thành những người dễ thay đổi, không giữ được tiết khí ban đầu của mình. Tính cách tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Người tuổi Kỷ Hợi tính tình ôn hòa, mềm dẻo, dễ gần, nhưng nhiều khi yếu đuối, nhu nhược, thiếu đi cá tính và màu sắc của bản thân, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém. Đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn họ cần động viên an ủi chia sẻ cảm thông khích lệ rất nhiều. Khi tiếp xúc với người tuổi Kỷ Hợi ta thấy họ dễ gần, dễ mến, nhân hậu lịch thiệp. Những người tuổi Kỷ Hợi ham học, học nhiều mà không chuyên sâu, khi suy nghĩ đầu óc họ thiếu tập trung, suy nghĩ lan man, dây cả da dây muống. Tuổi Kỷ Hợi mong ước có một cuộc sống giản dị bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Những người tuổi Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ siêng năng, khéo tay tỉ mỉ, họ có biệt tài nghiên cứu sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi, chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, thì tuổi Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em bạn bè, họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Nghề nghiệp, tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Kỷ Hợi có những kiến giải rất độc đáo, cũng như tính toán kỹ về mặt lợi nhuận. Khi quyết định đầu tư vào công việc nào đó, Kỷ Hợi chỉ có thể tạo dựng được sự nghiệp nhỏ. Nhưng trải qua nhiều gian khổ, những người tuổi Kỷ Hợi thích hợp với những công việc như giáo viên, y tế, ngoại giao và tư vấn. Một số người khác có thể làm nông nghiệp, chăn nuôi, bốc thuốc nam. Họ vốn mát tay nên mùa màng tươi tốt, bội thu, vật nuôi sinh sôi nhanh chóng, người bệnh mau phục hồi sức khỏe. Nếu làm công việc kinh doanh thực phẩm, họ cũng là người kinh doanh có tâm và có tầm. Con giáp này cũng có thể tham khảo một số nghề về nông nghiệp vì bạn rất mát tay trong trồng trọt và chăn nuôi, cây tươi tốt vụ mùa bội thu, nuôi gia súc thì nhanh lớn thu nhập cao. Tuổi Kỷ Hợi là người có tâm trong nghề nghiệp nên kinh doanh về thực phẩm là lựa chọn đúng đắn. Cứ chăm chỉ chịu khó thì con giáp này cũng sẽ tích lũy được khối gia sản khổng lồ. Về tiền bạc, những người tuổi Kỷ Hợi khá vất vả, gian truân nhất là những năm thời trẻ. Sau khi trải qua tôi rèn mới có được những thành quả nổi bật và hưởng phúc lớn. Với đôi bàn tay khéo léo chăm chỉ thì nữ mạng Kỷ Hợi nên theo các nghề may vá, thêu thùa, vẽ vời, còn với nam Kỷ Hợi nên theo các nghề về kỹ thuật, lắp ráp thì hứa hẹn sẽ thành danh trong tương lai. Tử vi tình duyên và gia đạo tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi hiền lành, mềm mỏng, nói chuyện ôn hòa lễ phép nên dù họ không nổi bật nhưng rất được người khác phái chú ý. Sức thu hút của họ không phải sự mạnh mẽ cá tính, nhưng vẻ bề ngoài có phần rụt rè nhút nhát của họ lại tạo nên sự quan tâm đặc biệt của các đối tượng khác. Trong cuộc sống tình cảm, họ là những người có trái tim lớn, yêu thương sâu sắc và dễ mềm lòng. Cuộc sống của họ thường ít khi xảy ra cãi vã, vì họ biết ứng xử, lại hay nhường nhịn khiêm tốn, nên nếu nửa kia của bạn thuộc mệnh này, thì bạn hãy trân trọng họ. Khi lập gia đình, trai thường sợ vợ, gái thường nể chồng, chính sự nhường nhịn biết tôn trọng bạn đời tương kính như tân, nên đạo của họ ổn định bình yên, không có sóng gió, hạnh phúc đề huề, đến khi già cả, con cháu lấy đó làm gương để học tập noi theo. Xem giờ sinh phú quý cho người tuổi Kỷ Hợi. Sinh giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Theo luận đoán tử vi, do Hợi Thủy và Tý Thủy sánh vai, nên đa phần người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ Tý có tướng mạo thanh tú, thông minh giỏi giang và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới.
Do đó, những mối quan hệ xã giao khá rộng, cần tiết chế cảm xúc bản thân, tránh vướng vào những rắc rối tình cảm phức tạp. Sinh giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Phần lớn người tuổi Kỷ Hợi sinh vào giờ Sửu đều có số mệnh không gặp thời, tuy nỗ lực hết mình, vượt qua mọi gian khó để đạt được mục tiêu, nhưng ít người giúp đỡ, nên công danh sự nghiệp chỉ đạt mức trung bình. Ngoài ra, người này có lối sống khá tiêu cực, trọng tiền bạc vật chất hơn là tình nghĩa con người. Sinh giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ. Tính tình người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ Dần khá hung bạo, tuy dũng cảm nhưng kiêu ngạo tự mãn, lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ và không coi trọng người khác. Dù được người thân bạn bè giúp đỡ, nhưng tính tình ngang ngược nên khó làm nên việc lớn. Sinh giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ sáng. Vì Hợi Thủy sinh Mão Mộc nên người sinh giờ này có cuộc sống hạnh phúc phú quý, tài lộc dồi dào, mưu sự đại thành. Người này không những được gia đình hậu thuẫn mà ra ngoài còn được quý nhân phù trợ, nên sự nghiệp phát triển, dễ có được cuộc sống giàu sang phú quý. Sinh giờ Thìn, từ 7 đến 9 giờ. Theo tử vi chọn đời 12 con giáp, người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ này có tấm lòng lương thiện nhưng lại thích hư vinh, ưa sự hào hoa và thích được người đời xu nịnh. Ngoài ra người này có số nổi tiếng, sống cuộc đời hạnh phúc an nhàn và có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới. Sinh giờ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ. Người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ Tỵ có tính tình nóng nảy, làm việc quyết đoán và có xu hướng chuyên chế độc đoán. Người này có sao dịch mã chiếu mệnh nên cũng phải đi xa cầu tài, tuy nhiên được quý nhân phù trợ nên dễ dàng gặt hái được thành công. Sinh giờ Ngọ, từ 11 đến 13 giờ. Sinh vào giờ Ngọ, đa phần người tuổi Kỷ Hợi có kiến thức uyên thâm, thích nghiên cứu và có quyền cao chức trọng. Người này tuy nổi danh nhưng ít vận may về tài chính nên khó giữ tiền của, không thích hợp làm kinh doanh buôn bán. Sinh giờ Mùi, từ 13 đến 11 giờ. Bản mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ Mùi có sao Bạch Hổ, chủ về phá tài chiếu rọi nên cũng dễ hao tài tốn của. Người này thông minh lanh lợi, đầu óc linh hoạt nên dễ vang danh bốn bể, được mọi người yêu mến, tuy nhiên đôi lúc khó tránh khỏi họa khẩu thiệt thị phi. Sinh giờ Thân, 15 đến 17 giờ. Phần lớn người tuổi Kỷ Hợi sinh vào giờ Thân đều khéo léo đa tài, giỏi biện luận, số có danh tiếng trong xã hội. Cuộc sống của người này bình yên hạnh phúc vì có gia đình hậu thuẫn và quý nhân phù trợ. Sinh giờ Dậu, từ 17 đến 19 giờ. Người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ Dậu có vận thế vượng, nhưng do Dậu Hợi xung hình nên trong cuộc sống gặp nhiều chuyện phiền phức, công danh sự nghiệp ở mức trung bình. Sinh giờ Tuất, 19 đến 21 giờ. Người tuổi Kỷ Hợi sinh giờ này có tình duyên và sự nghiệp song hành đều thuận lợi, về già được hưởng phúc lộc con cháu. Người này tính tình vui vẻ lạc quan nên cuộc đời khá bình yên, không phải trải qua nhiều sóng gió. Ngoài ra cần đề phòng mắc các bệnh truyền nhiễm khi chuyển giao thời tiết. Sinh giờ Hợi, từ 21 đến 23 giờ. Người tuổi Kỷ Hợi sinh vào giờ bản mệnh Phạm Thái Tuế nên sự nghiệp nhiều thăng trầm. Bên cạnh đó, sao chỉ bối chiếu mệnh nên cần cẩn trọng khi kết giao bạn bè vì có kẻ lợi dụng lòng tin mà bội tín lừa gạt tiền bạc. Kết luận, giờ sinh phú quý của người tuổi Kỷ Hợi là giờ Mão, Thìn, Thân, Tuất. Vận mệnh tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh âm lịch. 1. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng Giêng. Tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Kỷ Hợi sinh thời điểm này trong năm, thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng, danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới, có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Kỷ Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước biết sau, kính già yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm, sống phóng khoáng thoải mái, hòa đồng với mọi người. Nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng, họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ đạt được nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. 2. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh, người sinh vào tháng 2 âm lịch, trùng với tiết kinh chập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú, sống đức độ. Sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Kỷ Hợi là người có số mệnh phú quý. Họ giàu sang nhưng cao nhã không hề khô tục. Đây là người vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu. Họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. 3. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm là tiết thanh minh, người tuổi Kỷ Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh, tính tình thẳng thắn cương trực,
song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em, mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên, họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi Kỷ Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho mình, hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. 4. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm trùng với tiết lập hạ, những chú heo sinh tháng này, thiên tính thông tuệ mẫn cảm, nữ mệnh có số phú quý giàu sang, nam mệnh phát về điền trạch. Bạn dễ có được quyền chức trong tay, nhờ vào ý chí mà giành được những điều mình mong muốn, có điều may mắn chẳng được nhiều, có khi có quyền thế đấy, nhưng vẫn gặp phải không ít khó khăn. Xét tử vi khoa học, sinh vào tháng 4 âm, người tuổi Kỷ Hợi tài hoa phát tiết, có khả năng tư duy mẫn tiệp, luôn lo lắng chu đáo tỉ mỉ mọi chuyện. Bạn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi vấn đề, tâm thế đoan trang, không phiền không loạn, khi khó khăn sẽ có quý nhân giúp sức. Bạn bè ở bên cũng sẽ hỗ trợ phần nào, cha mẹ là người thẳng thắn chính trực, yêu thương con cháu, từ tấm bé con giáp này đã được cha mẹ bao bọc rất nhiều. 5. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm trùng với tiết mang trùng, tuổi Kỷ Hợi tính tình hiền lành, có nhiều tài lẻ, tuy không có quyền thế trong tay, nhưng có thiên hướng phát triển về văn học nghệ thuật, có thể thành công nhờ thế. Người này có tham vọng lớn nhưng đôi khi lại chần chừ, có gan nghĩ nhưng không có gan làm, suy nghĩ bảo thủ, về hậu vận sẽ dần chuyển tốt hơn. Xét về trung vận thì không được tốt bằng hậu vận, cuộc đời họ có vận mệnh chia làm nhiều tầng, tiền vận có thể phải chịu xa cách với gia đình, khá vất vả, trung vận phải dựa vào sức mình, vượt khó khăn để có được điều mình muốn, cuộc sống bận rộn không lúc nào ngơi tay, hậu vận có chuyển biến lớn có thể an nhàn hưởng phúc, con cháu hiếu thuận. 6. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm trùng với tiết Tiểu Thử, người tuổi Kỷ Hợi sinh vào thời điểm này trong năm học sâu hiểu rộng, là nhân tài hiếm có, tuy nhiên, họ là người trọng tình cảm, có phần thiếu ý chí và nghị lực, nên không được quyết đoán, khó thành đại sự, không có chí tiến thủ, họa phúc vô thường, dễ an phận, vận mệnh thăng trầm khó định. Tuổi Hợi sinh tháng 6 âm bản tính ôn hòa, không quá cứng nhắc, họ có nhiều bạn, có người ham chơi, có người lại cô lập, tính cách của họ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Xét về sự nghiệp thì con giáp thuộc tháng sinh này, nếu thay đổi suy nghĩ có nỗ lực, có cố gắng thì tất sẽ có thành công. Nếu sống thờ ơ không có chí tiến thủ thì dễ bỏ qua cơ hội khó gây dựng được sự nghiệp, cuộc sống khá vất vả, tới năm tháng tuổi già mới được an nhàn. 7. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tháng cô hồn, cũng trùng với tiết lập thu, tuổi Kỷ Hợi sinh vào tháng 7 âm cuộc sống sung túc, chẳng phải lo lắng cơm ăn áo mặc, tuy nhiên người này sống khá thờ ơ, không quan tâm đến chuyện của người, mà cũng chẳng mấy nhiệt tình cố gắng với chuyện của chính mình. Họ sống khá bảo thủ chỉ biết đến mình, nhưng số mệnh tốt nên vạn sự như ý, vận trình thuận lợi hanh thông. Có quyền, có thế, may mắn ở bên chắc chắn sẽ có thành công. Cuộc đời tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này khá bình yên, họ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người thân hết lòng giúp đỡ nên muốn gì được nấy, phúc lộc tự về. Song bản mệnh cần ghi nhớ trước khi làm chuyện đại sự phải bàn bạc, thương lượng với người thân để tránh phạm sai lầm, từ đó thay đổi vận mệnh của mình. 8. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết Bạch Lộ, tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc giàu sang, nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm, nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm, nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. 9. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 9 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh, đa phần những người sinh tháng 9 âm trùng với tiết Bạch Lộ, tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 9 âm tiền bạc dồi dào, trời cho phúc lộc, được nhiều người thầm ngưỡng mộ, sống tự do thoải mái, tiêu dao với đời, nhờ nhẫn nại kiên trì mà có được vinh hoa phú quý. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sinh ra đã có số hưởng phúc, cuộc đời thong dong luôn gặp may mắn, có nhiều bạn bè nhân duyên cực tốt, vì thế chỉ cần gặp khó khăn đều được bạn bè giúp sức. 10. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này khoan dung đôn hậu, được nhiều người yêu quý và kính trọng,
trời sinh hưởng nhiều hạnh phúc, có phú quý kề bên, hậu vận cực thịnh. Nói vậy nhưng đây là mẫu người tự lực cánh sinh, họ thường phải nỗ lực rất nhiều thì mới nhận được sự hỗ trợ. Chị em trong nhà thương mến, giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Dù là trong chuyện học tập hay trong công việc, thì tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 10 âm cũng khá hiếu thắng, nhất quyết phải làm theo ý mình, dù tranh đoạt cũng chẳng nề hà. 11. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 11 âm là tiết đại tuyết, người này tính tình bốc đồng, cố chấp, dễ nóng giận, tuy nhiên vẻ ngoài lại rất thoải mái, có lòng tự trọng cao. Danh lợi song toàn, cả đời chẳng cần phải lo lắng gì nhiều, họ có thể thoải mái theo đuổi những điều mình thích, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có được thành quả. Tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 11 âm, cuộc đời hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, chẳng chút ưu sầu, vận mệnh của họ khá tốt, ngũ quan đoan chính, dung mạo thanh tú. Tài lộc từ nhỏ đã chẳng hề túng thiếu, gia cảnh sung túc giàu sang, lớn lên trong môi trường tốt, học hành giỏi giang, quý nhân nâng đỡ đạt được nhiều thành tựu. 12. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn gọi là tháng Củ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng này, trời sinh phúc lộc đầy mình. Có điều không có quyền thế trong tay, trong đời có gặp khó khăn, hung nhiều cát ít, dễ bị tổn thọ. Người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 12 âm, cuộc đời trải qua nhiều điều kỳ lạ, có những trải nghiệm chẳng giống với người thường, khiến cho con giáp này sớm từng trải. Có khả năng chịu đựng cực kỳ ghê gớm, số mệnh long đong lận đận, nếu không có nghị lực thì khó có thể vượt qua, nhưng nếu kiên trì tiếp bước thì sẽ được hưởng giàu sang, phú quý hơn người, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước những khó khăn thử thách có thể gặp phải. Đừng vội tuyệt vọng mà hãy nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan tích cực, giảm nhẹ những suy nghĩ tiêu cực, thành công rồi cũng sẽ đến, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Thưa quý vị, trên chặng đường đời phải trải qua mưa gió, mới mong đến một ngày bình yên, phải dấn thân vào đêm đen, mới đến được ngày mai trời sáng. Đây là năm câu nói, giúp bạn nhận được thọ ích suốt đời. Câu thứ nhất, đừng tính toán quá nhiều, hãy thuận theo tự nhiên, đừng tính toán thiệt hơn, cũng đừng van nài cầu xin người khác. Đôi khi nghĩ ngợi càng nhiều tâm lại càng bấn loạn, càng không nhận được hồi đáp như bạn mong đợi, bạn sẽ nhận ra rằng, khi không còn truy cầu thì điều ấy lại tự tìm đến bạn một cách bất ngờ, có những thứ bạn không thể nắm giữ nên tốt nhất hãy thuận theo an bài của tự nhiên. Câu thứ hai, kìm nén bản thân là không cần thiết, nịnh nọt người khác lại càng không nên, trong bất cứ khó khăn nào, cũng đừng để ánh mắt của người khác thao túng bản thân mình, điều chân quý nhất khi đối diện với người đời chính là nhân cách của bạn, khi cần nói thì nói. Cần làm thì làm, không phải lo trước sợ sau, như vậy sẽ không bị người khác xem thường, hơn nữa bạn còn có cơ hội được đối xử bình đẳng và nhận được sự tôn trọng từ họ. Trong các mối quan hệ thì có chừng 1/3 số người đối xử với bạn bình thường, 1/3 số người thấy dị ứng về bạn và 1/3 số người còn lại đối xử tốt với bạn, vậy nên tùy người mà đối đãi một cách chân thành để có thể khơi dậy thiện niệm và sự ủng hộ của họ. Những người đối tốt với mình thì cần biết trân trọng, những người trung lập thì cần tranh thủ sự ủng hộ của họ, còn những người thù địch thì cần biết khoan dung, đừng tự ti hay kiêu ngạo, hãy là chính bản thân mình, cứ coi cuộc đời như một sân khấu lớn và bạn là một nhân vật trong vở kịch ấy. Hãy nhập vai tốt nhất có thể để đạt định những giá trị cho tương lai, chỉ cần luôn giữ thiện niệm trong tâm và kiên trì tu dưỡng bản thân thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Câu thứ ba, mỗi người cần có 3 tầm nhìn, 1 là nhìn xa, 2 là trông rộng, 3 là coi nhẹ. Nhìn xa hãy chấp cho tư tưởng của mình một đôi cánh của trí tưởng tượng. Hãy mở toang cánh cửa của tâm hồn và sự tự tin vững bước lên đỉnh núi. Vào giây phút ấy, hãy lắng lại lòng mình, đưa mắt nhìn thật xa và trải nghiệm cảm giác siêu nhiên khi những ngọn núi cũng trở thành bé nhỏ. Lúc này, bạn sẽ nhìn rõ hơn phương hướng cho tương lai của mình. Trông rộng là tư duy rộng rãi và tấm lòng quảng đại thoáng đãng, cũng là đối đãi với mọi người công bằng như nhau. Với những người cao quý đó là thể hiện của một nhân cách đẹp, với những người xuất thân khiêm tốn, đó lại là cốt cách của tấm lòng thiện lương. Coi nhẹ không phải là nuông theo dục vọng bản thân, mà là trân trọng những thứ cuộc đời ban tặng mình, những thứ thuộc về mình thì mãi mãi là của mình. Những thứ không thuộc về mình thì ngàn vàng cũng không động tâm tư tưởng, coi nhẹ là giữ chặt những gì mình có, trân quý hạnh phúc của mình không tranh đua với đời. Sống đơn giản mà hạnh phúc, những người có tấm lòng bình thản thường sống trường thọ với tâm thái bình ổn an hòa. Câu thứ tư, tin vào chính mình quan trọng hơn dựa vào người khác, làm người ắt phải suy nghĩ, phải có trách nhiệm với xã hội và tin rằng dựa vào chính mình quan trọng hơn dựa vào người khác. Chỉ cần bản thân luôn tận tâm làm tốt những gì cần làm cho cá nhân mình cũng nhiệt tình như khi cống hiến cho xã hội, làm cho chính mình bạn sẽ thêm hoàn thiện bản thân cống hiến cho xã hội.
bạn sẽ tích lũy những giá trị đạo đức vô hình. Dù cho đường đời gặp phải trở ngại thế nào, thì hãy cứ nỗ lực hết khả năng, còn kết quả thì nhường cho số phận an bài. Như vậy bạn sẽ không phải nuối tiếc hay ân hận vì mình đã không cố gắng, mà việc thành hay bại, tốt hay xấu, vẫn có thể thản nhiên chấp nhận mà bước tiếp. Câu thứ 5, nén giận khom lưng mới có ngày ngẩng cao đầu. Nén giận trong cuộc sống hiện thực đầy rẫy những cám dỗ, để nén được cơn giận đâu có dễ dàng gì. Nếu không thể nuốt giận vào lòng, có thể bạn sẽ mất đi lý trí, thậm chí là giấy động can qua, làm tổn thương người lỡ mất cơ duyên của chính mình trên hành trình của kiếp nhân sinh. Khó tránh khỏi những lúc suy sụp hoặc lúc không như ý, thay vì oán trời trách người, nguyên rủa số mệnh bất công, thì hãy học cách nén giận. Người có khả năng nhẫn nhịn là người cơ trí, là kết tinh của trí tuệ, là thước đo cho sự trưởng thành. Con người sống trên đời chỉ như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mang, chỉ khi bản thân có thể chèo lái thong dong, đối diện với sóng dữ phía trước mà không bị kinh động bởi những sự việc bên ngoài thì mới có thể cưỡi gió phá sóng, đưa con thuyền cập vào bến bờ hạnh phúc và bình an. Khom lưng làm người phải trầm lặng và khiêm nhường, biển mênh mông là vì biết hạ thấp mình, thế nên trăm sông mới cùng đổ dồn về biển lớn, giúp biển ngày càng dài rộng thêm, cổ nhân có hàn tín, chịu nhục chui háng, sau này đã thành tựu nên cơ nghiệp vốn trăm năm của Đại Hán, Từ Mã Thiên cũng chọn cách khom lưng nhẫn nhục, viết nên kiệt tác lưu danh thiên cổ, có thể thấy rằng, khom lưng là một phong thái, là sự tự tin toát ra từ nội tâm của bậc đại trí và có cốt cách. Trúc xanh vì khom lưng mà không sợ mưa gió, cây lúa vì khom lưng mà mùa màng bội thu. Ngẩng cao đầu, dù ở trong hoàn cảnh trái ngang hay thuận buồm xuôi gió, bạn cũng nên giữ cho mình một tâm thái lạc quan hướng đến tương lai. Ngẩng cao đầu không phải là cậy thế lấn át người khác, cũng không phải là kiêu ngạo coi thường tất cả. Ngẩng cao đầu là đối đãi với người khác một cách khiêm tốn và công bằng. Không lấy sở trường của mình so với sở đoản của người khác, dám đối diện với thiếu sót của bản thân, thấy bậc hiền tài thì học hỏi, cho bằng bạn bằng bè. Họ không phải là người vì mình bất tài mà ghen ghét đố kỵ, mà là sự sáng suốt tự biết khả năng của mình và không ngừng hoàn thiện bản thân thuận theo thiên đạo. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.